Việt Nam 14/26 rút ngắn liên quan đến việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, bất kể hình thức làm nhục, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp của người giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần phải lên án, thậm chí có hình thức xử lý nếu như vi phạm pháp luật. Ngày 5/3, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, ngay sau khi có thông tin cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp mùng 4 tháng 3, trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựa Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhà đã yêu cầu Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục liên hệ trực tiếp với cơ sở để xác minh rõ thông tin và báo cáo nhanh về Bộ để từ đó có phương án xử lý kịp thời. Ông Minh cho biết tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng là đúng người, đúng việc, một mặt đảm bảo giáo viên thực hiện đúng các quy định, một mặt có phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo nếu có hình thức đối xử với các thầy cô không đúng theo quy định pháp luật, làm tổn hại đến danh dự, thanh danh nhà giáo. Thực hiện chỉ đạo đó, chúng tôi đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Long An xác minh sự việc. Về nguyên tắc, nếu giáo viên sai so với quy định hiện hành thì phải nhận trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bất kể hình thức làm nhục, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp của người giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần phải lên án, thậm chí có hình thức xử lý nếu như vi phạm pháp luật. Ông Hoàng Đức Minh nêu quan điểm, cho rằng những sự việc như thế này rất cần tiếng nói của công đoàn ngành các cấp nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đội ngũ Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. Cũng cho biết, sau khi có thông tin chính thức từ Sở Giáo dục Đào tạo Long An, Cục sẽ có văn bản nhắc nhở đội ngũ nghiêm túc thực hiện đúng theo các quy định, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý những trường hợp xúc phạm nhà giáo. Trường tiểu học Bình Chánh, ông Nguyễn Hồng Phúc, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Long An cho biết, sáng nay 5/3, Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, Long An tổ chức họp nghe phòng Giáo dục Đào tạo báo cáo và xem xét giải quyết vụ việc cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4/3 trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựa Chánh, phải quỳ xin lỗi phụ huynh. Trước đó, việc cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp mùng 4 tháng 3, trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựa Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận. Vụ việc bắt nguồn từ nguyên nhân cô giáo én phạt các em học sinh vi phạm nội quy bằng cách cho quỳ gối trước lớp khiến các em sợ không muốn đi học. Dư luận một phần cho rằng hình thức phạt của cô giáo én với học sinh là không phù hợp, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh. Tuy nhiên, hầu hết dư luận bày tỏ sự bức xúc với cách hành xử của phụ huynh, bởi sau sự việc cô giáo én đã xin lỗi nhưng phụ huynh vẫn bắt cô phải quỳ. Mặc dù cô én sử dụng hình phạt với học trò chưa phù hợp nhưng không ai có quyền hành xử với giáo viên theo kiểu luật dừng như vậy. Nhiều giáo viên khi nghe thông tin cho biết rất buồn và cảm thấy bị tổn thương vì đồng nghiệp của mình không được phụ huynh tôn trọng như đúng tinh thần tôn sư trọng đạo, đồng thời mong mỏi chính quyền địa phương sẽ có biện pháp đúng đắn để bảo vệ danh dự, nhân phẩm cô giáo én nói riêng và đội ngũ giáo viên nói chung. Sự việc này cũng một lần nữa dấy lên trong dư luận về vị thế của nghề giáo, sự can thiệp ngày càng sâu của phụ huynh vào phương pháp sư phạm trong nhà trường, một trong những nguyên nhân làm cho môi trường giáo dục phần nào mất đi tính nghiêm túc. Nguồn NLD.